Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình giới thiệu các bạn tham gia một chương trình AirDrop Kingdom dành cho 1.000 member nhận được 10.000 tập cần có ký hiệu là RPT các bạn. Bạn nào mà vô win được dự án này thì các bạn là ngon lành cành đào các bạn. Từ sự kiện này từ trang CoinMarketCap thì rất là uy tín các bạn. AirDrop thì các bạn cần có thông thường cần phải siêng năng và độ may mắn trong đó mới có ăn được các bạn. Rồi, để tham gia hôm nay các bạn cần đăng ký một cái tài khoản trên coinmarketcap.com nha. Rồi, các bạn click vào link thứ hai mình, các bạn vào link sự kiện nè các bạn. Thì các bạn join sẽ bấm join vào AirDrop nè các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn bấm up to wallet nha các bạn. Con này chạy trên nền tảng của BNB Smart Chain, khá là ngon các bạn. Rồi, các bạn tiếp tục join vào kênh seller nữa các bạn. Rồi trên kênh seller nó thì bấm join sau AirDrop này. Sau khi join sau AirDrop xong thì bạn bắt đáp lại cái link phong hồi nãy nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn follow tại Twitter là RewardBot nè. Bạn nhấp vào đây follow nha các bạn. Đây là dự án free NFT, các bạn bấm theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại các bạn. Tiếp tục con mở liên phong lại nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào reward bot chứ tên dự án các bạn. Trên tờ Twitter thì các bạn like nha các bạn. Các bạn chỉnh dẫn cho tờ tweet nha các bạn. Fan reward follow. Add reward follow. Các bạn copy hashtag này các bạn. Ở cộng rabbit. Rồi các bạn copy hashtag các bạn chỉnh dẫn cho tờ tweet nha các bạn. Bạn dán vào đây nha các bạn. Sorry, mình đã copy quá nhiều các bạn. Mình để các bạn chờ mình shop xíu các bạn. Các bạn bỏ này đi. Các bạn lấy từ những chữ A cộng thôi các bạn. Rồi, các bạn shop này luôn đi các bạn. Các bạn chờ mình shop chút xíu nha các bạn. Làm gì không thẳng, không cần gấp các bạn. Rồi các bạn bấm vào một tweet nha các bạn. Sau khi tweet lại xong thì bạn bắt up lên nè các bạn. Các bạn mở địa chỉ BNB Smart Chain của tất cả các bạn trên dưới chocolate của tất cả các bạn ra nha các bạn. Rồi các bạn. Hiện tại giá của ETH là 4.266 đô cho một token, hơi ít chứ. Rồi các bạn chờ mình chọn mạng BNB Smart Chain nha tất cả các bạn. Các bạn sao chép địa chỉ BNB Smart Chain của mình nè. Rồi các bạn bắt đáp lên nè các bạn. Các bạn mở liên phong qua lại, các bạn dán vào đây nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền là username tại Twitter của tất cả các bạn. Thì các bạn mở tại Twitter, các bạn ra vào vào trang dưới trang cá nhân của mình thì sẽ thấy được username tại Twitter của mình nha các bạn. Cộng 9. Tiếp tục thì Instagram thì các bạn vào nhấp vào bài cho quen cùng nhờ setting copy username Telegram của tất cả các bạn đã cho anh vào AirDrop nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi lên cái link reward nha. Thì các bạn mở Twitter của tất cả các bạn lại nha. Trên Twitter các bạn nhấp vào bài cho quen cùng, nhấp vào hồ sơ nè. Rồi các bạn nhấp vào bài gặp bên cùng, nhấp vào một chia sẻ, nhấp vào liên kết đi, sẽ chép liên kết nè. Rồi các bạn bắt đáp lại cái link phong hồi nãy nha các bạn. Các bạn dán lên review vô đây nè. Hy vọng tất cả các bạn chúng vô được con này nha các bạn. Thì những kèo random thì khó chắc ăn lắm. Một khi các bạn vô được một cái kèo là khẩm nè các bạn. Rồi các bạn bấm theo sau này góp là xong nha các bạn. Ok, vậy mà đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 10.000 tập cần RPT đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo từ mình nhé.